Samsung AI Eco Bubble, tự động phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn. Giờ con lớn rồi, giờ con đã nên người. Cả tuổi thanh xuân mẹ hy sinh để thấy con cười. Tình thương của mẹ lớn hơn cả biết trời. Cuối cuộc đời xin để con thay cha. Thương của mẹ.
xin chào tất cả quý vị khán giả, mình là Đức Phúc đây, fan của The Masked Singer Việt Nam ơi. Hãy cùng ủng hộ và cũng như là gặp lại Đức Phúc tại đêm concert của The Masked Singer Việt Nam nha. Bye bye. Samsung AI Eco Bubble, tự động phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn. And said, this souvenir never disappears. He was long before, long before. Và đó là một tiết mục vô cùng xúc động của Tín Âu và Tín Rose, anh em nhà Tí, một sáng tác của nhạc sĩ Yến Lê, ca khúc mang tên Cho Con Được Thay Cha. Em xin được rút lại lời phán đoán Đà Lạt, tại vì hát ba câu đầu là em biết Tiếp Rô là ai rồi. Bây giờ thì đã rõ mồn một rồi, mặt trời đã lú, ta đã biết bốn con chuột còn lợ. Bây giờ mình nói 1, 2, 3 vạch trần sự thật. Ôi sao tôi tò mò quá ta, bây giờ mình đồng thanh thử xem là ai ạ. Anh đếm đi. 1, 2, 3. Em có dù hết. Ủa thiệt là cả ba người này cùng đoán ra được luôn hả? Vậy phải vỗ tay cho ban cố vấn trên này. Tại vì lúc mà hát a cappella khúc đầu là rồi, là chỉ có old plus thôi. Những nhóm nhạc nam mà bè, những cái bè chắc như thế thì họ sẽ phải làm thường xuyên, đặc biệt là ngay cái đoạn đầu a cappella như vậy. Là em cũng nhớ ngay đến đáp án như vừa rồi. Tại vì á, nếu mà là em for you thì cái đoạn solo từng người thì mình sẽ có thể đoán được. Yeah, yeah. Đinh Mạnh Ninh không phải là quá khó đoán tại vì giọng rất đặc trưng. Minh Vương cũng rất đặc trưng, ví dụ vậy. Cũng biết đâu đây là em for you thật, mọi người cố hát một cái cách khác đi thì sao? Yeah, maybe. Ngay cả Tí Nâu cũng vậy, Nu đang rất là hoài nghi cả bản thân mình về bạn. Em hoài nghi bản thân vậy, em nhìn Tí Nâu. Em hoài nghi bản thân là tại vì lúc này cô này ra là một người khác. Tại vì cái người mà em đoán á, là cái người mà em rất là thích giọng hát và rất là muốn song ca chung. Nhưng mà bây giờ lại là một người khác nữa rồi. Nếu mà tôi đoán đúng là bạn phải song ca với tôi nha. Wow. Ok không? Tí Nâu ghê quá, Tí Nâu lần trước còn nhớ là Tí Nâu chọn ca khúc Việt Nam trong tôi là rất là xúc động. Mà ngày hôm nay là một lần nữa đã lừa chúng ta bởi cái màn xuất hiện của đại gia đình nhà chuột, nhảy nhót tưng bừng nhưng gửi đến một ca khúc trầm. Nếu mà đúng Tí Nâu là người mà em với là anh Nu suy nghĩ á, thì có lẽ đây là lần đầu tiên mà khán giả đại chúng được nhìn thấy nhiều cái sự đa diện trong cái tính cách cũng như là trong cái cách xử lý bài hát, cách thể hiện bài hát và cách chọn bài. Tại vì trước đây khán giả vẫn sẽ nghĩ bạn ấy theo một cái style nhạc riêng, nhưng mà bây giờ trên sân khấu The Masked Singer, Tí Nâu thực sự tỏa sáng với chính bản thân mà ấy rất là nhiều. Thực ra là các cái vòng trước em bị Tí Nâu đánh lừa rất là nhiều, em chưa có một cái option nào cho mình cả. Nhưng mà đến cái tiết mục ngày hôm nay, khi mà Tí Nâu hát cùng với một nhóm nhạc và các anh hát cùng như thế thì em thấy rất là giống chị Nhật Thủy. Chính xác. Nhưng mà nãy giờ chúng ta chưa nghe được cái giọng của Tiếp Rose cất lên, không biết là có đúng những gì mà hội đồng cố vấn nãy giờ đang khẳng định hay không. Lỡ đâu họ đang cười thầm trong bụng như thế nào. Nó cười ra mặt luôn. Đây gọi là cười khinh à. Chúng tôi xin mời đại diện một anh chàng, mình có thể nói lại cái nhận xét từ hội đồng cố vấn là bao nhiêu phần trăm xác suất chúng. Mọi ngày ở nhà thì toàn là tranh nhau nói, đến đây thì chẳng ai chịu nói cả. Mình có trưởng nhóm không mấy bạn? Dạ, Tí là trưởng cái nhóm này. Em bây giờ hoang mang quá, thì 4 cái mic đưa lên thì biết là Tí nào đang nói ta. À bây giờ tôi nói vậy nè, tôi hiểu là hiện nay cuộc sống các bạn nó có một cái thứ nó can thiệp vào. Nó gọi là delay đại pháp. Đúng. Cho nên là khi một cái người này phát ra 3 giây sau nó mới đè bên kia. Thì bây giờ tôi lại mấy ông, mỗi lần ai nói giơ tay. Ờ đúng rồi, giơ tay. Trong lớp học giơ tay lên. Cái bà Tí Nâu mà đứng cũng yên ha. Nhoi lắm luôn. Giờ Tí Nâu bà nói đi. Em nôn nhảy quá. Hả? Thiệt luôn á hả? Dạ. Dạ lời đầu tiên cho Tí thay mặt dòng họ nhà Tí xin gửi lời chào tới ban cố vấn, tất cả các vị khán giả có mặt trong buổi tối của The Masked Singer ngày hôm nay ạ. Em là trường nhóm đây. Hả? Đâu? Giơ tay lên, giơ tay lên. Không, tôi không hỏi bà, tôi hỏi trưởng nhóm nam, nữ giơ tay chi. À đây ạ, à. Rồi ông Tí bìa phải, để sát mít quá tôi phải hỏi ông nói hay không. Em là Trương Nhung. Bạn tiếng này là Việt Kiều. Em ơi bay về để giúp đỡ em Tí. Ông có Việt Kiều nào nói vậy đó. Có ai có thuốc chuột ở đây không ạ?
Thiệt á, ba chén nước ngọt cho mỗi đứa một lon đi em. Tức quá rồi. Em nghĩ là chúng ta khoan hẳn cho dòng họ Tý này nói. Bây giờ mình phải tìm sự liên kết của họ manh mối nữa đi, để mình có thể hiểu rõ hơn về cái gia đình rất là phức tạp như thế này. Chúng tôi đã có chuẩn bị sẵn cho Tý Nâu một cái thiết bị y học rất là tân tiến để tìm ra manh mối. Xin mời bị đỏ đen cuốn ngầu Hồ Tông Tý Nâu vào khu vực. Cái gì vậy? Ủa đây là Tý Nâu hả? Đuôi đâu rồi? Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ hệ thống y khoa. Huy thấy là có luôn xương trái tim luôn ạ. Xương bơm bơm. Mà em thấy giống như đây là một cái dòng tuần hoàn hay là một cái gì đó liên quan tới nhóm máu hả? Xin mời Tý Nâu chia sẻ về bức ảnh này gửi gì ạ? Dạ, bức ảnh này là minh họa cho cái việc là chúng em là cùng chung một dòng máu á. Thì là dòng máu lạc hồng là chung một dòng máu rồi. Ủa, vậy là em có trong gia đình này luôn á? Đúng rồi. Xin tự giới thiệu với ban cố vấn, em là Tý Cao Nguyên. Bên cạnh em là Tý Vườn. Bên kia mặc áo màu xanh hổ báo chính là Tý Thành Phố. Và ở ngoài cùng là Tý Việt Kiều. Bọn em là những anh em kết nghĩa của Tý Nâu từ lâu rồi. Bây giờ thấy em gái của mình gặp khó khăn và phải chiến đấu với nhiều kẻ địch lợi hại, nên là bọn em từ khắp nơi bay về để hỗ trợ Tý Nâu. Anh em kết nghĩa gì đâu có chung dòng máu đâu. Anh em kết nghĩa là cắt máu ăn thề đấy ạ. Sao tự nhiên từ ca nhạc mà qua xã đoàn nhanh ta? Không em ơi, anh nghĩ mấy bạn này có cắt máu ăn chè thôi chứ không ăn thề gì đâu. Thực ra chúng ta đã có đáp án từ hội đồng cố vấn, đây là nhóm nhạc O Plus rồi. Mà nãy giờ còn đưa ra gợi ý về chung nhóm máu nữa. Chẳng khác nào lấy ông tỏ bụi này. Tôi nói thế này, một trong những thành viên của O Plus là chủ nhân của một ca khúc hit làm nên tên tuổi của Nu Phước Thịnh. Ca khúc Xa Em. Đứa nào vỗ tay đứa đó là chủ nhân. Em hâm mộ cái bài đó lắm anh ạ. Chắc chắn. Thật ra nếu mà là O Plus thì chắc chắn là chúng ta có chung một cái dòng máu. Dòng máu Xa Em. Vậy là đúng rồi còn gì. Nè Tý Nâu ơi, bây giờ thật sự Nu sẽ chờ nhé. Nu sẽ chờ cho tới lúc Tý Nâu lột cái mặt nạ đó ra. Nếu đúng Tý Nâu là cái người mà Nu trông đợi thì thật sự tuyệt vời lắm. Dạ, nếu em không phải là cái người mà anh mơ ước thì anh có song ca với em không? Suy nghĩ về Tý Nâu á, mình làm một kèo cá cược không ạ? Hát mời tới đây với chúng tôi, khi mà viết một cái tên vào trong một phong bì thì sẽ được đặc quyền là hát song ca với là nhân vật đó. Chứ không phải là bỏ đi hát luôn hả? Đấy, em. Còn anh Xin thì nói là không bao giờ ăn nữa. Đức Phúc là sẽ tháo răng. Không có cái lời thề nào mà nghe nó răng hàm mặt vậy đó. Em không còn nói các anh chị nói không hả? Thật ra tất cả những người nghệ sĩ các bạn đứng ở trên sân khấu của The Masked Singer đều là những người mà Nu rất là ngưỡng mộ các bạn. Và chắc chắn rằng Nu sẽ đánh một cái ván cược. Nếu mà Nu đoán trúng Tý Nâu là đúng cái người mà Nu rất muốn song ca này thì còn gì để nói. Nhưng mà nếu không phải, Nu cũng xin phép được song ca với bạn. Được không ạ? Wow. Chấp nhận ạ. Hay là cũng không có mất gì nhỉ? Eo ơi, kiểu quái gì cũng lời đấy. Quả quyết vậy rồi, em đâu dám làm kèo khác. Bị tức á, giống như kiểu tôi thiệt thời lắm đó nghe em. Tôi tức dễ sợ đó chứ. Có một cái điều nó hơi trúc trắc chút xíu, đó là cái nhân vật mà em đoán nói tiếng Bắc, nhưng đây nói tiếng Nam, mà nói rất hay nữa. Nói được ba miền. Thật sự nếu mà như vậy thì quá ghê, quá là sợ. Nói đi tiếng Bắc không mày, nói một câu tiếng Bắc cho Nu nghe đi nè. Mày giống người được không? Ở đây những mascot chúng tôi có khả năng autotune trong người đó. Dặn một cái là qua giọng khác liền. Giả bộ nói tiếng Bắc một câu thử đi. Giả bộ nói phát xem. Ai mà sợ gì? Xa em, xa rồi vòng tay. Cũng được đấy. Thông minh quá nhở. Đọc lời còn, và hát liền. Còn Tý Rose là ừ thì đấy. Hồi đấy cái ông Tý Thành Phố đâu có giấu được bài đó. Ý bài mình kìa. Xa
vui lắm. Ta nói chuyện của ông ta thôi đi. Bị ngóng. Thì đó. Thiếu điều vậy nè. Dạ, xin cảm ơn. Như vậy, mày đã phản ứng đồ. Hồi nãy đã đánh một cái quả mù rồi. Đẻ ra cái vụ thành thị nông thôn. Ừ, đó. Miền núi, miền trung đồ. Bày đạt dưa nó. Dạ cảm ơn. Thưa quý vị, gia đình Tý cũng có Tidis Tidas. Tidis thì giấu được, còn Tidas thôi lộ liễu. Lát vô nó đè xuống nó quấn nè. Hy vọng là một lát ở đây khi mà gia đình Tý Nâu vào trong cũng sẽ giảng hòa lại với nhau, cũng như là những cái mâu thuẫn này cũng sẽ sớm được giải quyết. Bây giờ chúng tôi xin mời hai anh bị đội áo đen ra hộ tống gia đình Tý Nâu vào và hòa giải giúp họ. Top 3 The Masked Singer Việt Nam sẽ được mở mặt nạ. Những giọng ca khủng nhất sẽ cùng nhau đứng trên một sân khấu. Tất cả sẽ được diễn ra chỉ một đêm duy nhất tại The Masked Singer Việt Nam All Star Concert vào ngày 19 tháng 11 năm 2022 tại sân vận động Phú Thọ. Địa chỉ: cổng số 1, 219 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 11. Cổng số 2, số 2, số 4 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11. Mua vé ngay hôm nay tại vshop.vn.